Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Sử Nguyễn Diên Linh phiên tòa mặc cả vụng về. Họp án là khái niệm chưa từng có trong từ điển pháp lý của thế giới. Kết quả phiên xử đại tá Nguyễn Diên Linh dường như cho thấy cả ba cơ quan công an, kiểm sát và tòa án đã họp án để mặc cả về kết quả bản án. Quá trình tố tụng một vụ án phức tạp nhường ấy không thể diễn ra một cách chóng vánh đến như thế. Luật pháp như đùa, như có cũng như không. Qua vụ án xử đại tá Nguyễn Diên Linh, giới phân tích và quan sát, kể cả trên báo chí quốc doanh lẫn mạng xã hội đều có xu hướng đi đến kết luận như trên. Đây là hình ảnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đại tá Nguyễn Diên Linh tại tòa. Tất cả đều gián tiếp hay trực tiếp đề cập đến những tình tiết kỳ lạ trong quá trình tố tụng tại phiên tòa này, với hàng loạt các câu hỏi như tại sao mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được một cách rành rẽ. Những lời dẫn nhập sắc như dao cau của ba sàm Nguyễn Hữu Vinh đã hé lộ phần nào những tất khuất của một vụ án có lẽ sẽ đi vào lịch sử không chỉ ở pháp lý Việt Nam. Một phiên tòa cũng hết sức kỳ quặc. Một vụ án vô cùng kỳ quặc từ các khâu điều tra ban đầu, khởi tố, bắt, khám xét, hỏi cung, cáo trạng cho tới xét xử tại tòa. Đặc biệt có những tình tiết cực kỳ quan trọng mà tòa đã cố tình bỏ qua một cách rất khó hiểu. Đó là khoản tiền rất lớn tới 4 triệu USD của Vũ Nhôm khai đã hối lộ Nguyễn Diên Linh trước khi gửi khoản tiền 5 tỷ đồng Việt Nam. Một số báo trong nước có đưa chi tiết này như tờ Việt Nam Express, Tiền Phong, Thanh Niên, vân vân. Với cơ quan điều tra, không khó có thể xác định được đúng hay sai ở lời khai đó để tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung với Linh mà giúp tìm ra sự thật. Nhưng tất cả rơi vào hụt hẫng. Có thể thấy lần này đưa 5 tỷ đồng và các đợt đưa tổng cộng 4 triệu đô la trước đó đều tương tự nhau về cách thức thực hiện. Vậy tại sao tòa lại vui vẻ chấp nhận có 5 tỷ đồng mà thôi? Đây là một nội dung quan trọng, nhất là cả ba cơ quan tố tụng đã cố tình bỏ qua, nhất là quá trình hỏi cung thần tốc chỉ trong vòng có 6 ngày. Đây là hình ảnh đại tá Nguyễn Diên Linh bên phải, là con trai ruột của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam trước đây, đầy quyền lực. Một kỷ lục có thể ghi vào Guinness là sách kỷ lục thế giới với một vụ án đưa và nhận hối lộ khủng khiếp đến như thế. Đặc biệt với một bị cáo có quá trình hỏi cung quá ngắn, không nhận tội thì khi phải nhận tội trước tòa phải làm thẩm tra để xác định diễn biến các hành vi phạm tội là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, với mức độ phức tạp của vụ việc, mức án cao nhất là tử hình của tội danh thì lẽ ra tòa phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Nhưng đã không có chuyện đó xảy ra. Qua vụ việc này thì rằng những vụ việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng hô hào bấy lâu nay đã trở nên mị dần hơn bao giờ hết. Hiện tượng này có lẽ trả lời phần nào cho lý do vì sao quá trình hỏi cung lại ngắn chưa từng thấy đến như vậy. Thêm nữa, sau khi ông Linh nhận tội, Vũ cũng lập tức nhận theo, đồng thời cho biết có nhiều việc khó nói, mong hội đồng xét xử thông cảm. Đây cũng là tình tiết hết sức quan trọng, tại sao không thấy tòa đi sâu và thẩm vấn thêm về vấn đề này. Có lẽ Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo quốc danh đưa tin kết quả phiên tòa khá sớm. Phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo chiều ngày 5 tháng 11 có diễn biến bất ngờ khi ông Nguyễn Diên Linh bất ngờ khai đã nhận 5 tỷ từ Vũ Nhôm. Trước đó, bị cáo Linh liên tục phủ nhận nhận hối lộ như cáo trạng quy kết. Như vậy, khả năng Linh sẽ lĩnh án trung thân, đến khi thi hành án nếu cải tạo tốt, không vi phạm gì, nộp lại đủ tiền sẽ được giảm, có thể chỉ phải chịu thời gian giam giữ khoảng 15 năm. Với những gì bản cáo trạng nêu, chỉ riêng nhận hối lộ đến 5 tỷ đồng Việt Nam thì khả năng bị tuyến tử hình là rất có thể. Kịch bản giải cứu lúc này hầu như chỉ có thể là nhận tội cộng nhận khắc phục và bằng kết quả sẽ trung thân. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc AVG Phạm Nhật Vũ, chính là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với hành vi hối lộ hơn 3 triệu đô la, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ bị có 3 năm tù. Một mức án không thể hài hước hơn tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng giống như Nguyễn Diên Linh, Phạm Nhật Vũ được ở bệnh viện thay vì ở tù, thậm chí được phép vắng mặt trong phiên xử vì lý do sức khỏe yếu. Nếu không nhận tội và đương nhiên không khắc phục hậu quả thì sẽ nhận án tử hình. Trong thời gian hỏi cung, bị cáo đã không nhận tội, vậy việc ra tòa lại nhận tội không phải là điều dễ dàng.
diễn biến tại phiên tòa ngay buổi sáng ngày 5 tháng 11 đã cho thấy Linh vẫn chỉ là công nhận là có nhận quà lặt vặt thôi và phủ nhận việc nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Kinh nghiệm vụ Nguyễn Bắc Son, theo luật sư cho biết, việc phủ nhận tội nhận hối lộ rồi cuối cùng lại phải nhận tội, gia đình nộp tiền, thoát án tử đã diễn ra gần đây đầy kịch tính. Từ đấy, đối chiếu với vụ án Nguyễn Duy Linh cấp thấp hơn Bộ trưởng Bắc Son, nhưng thế lực Linh lại lớn hơn rất nhiều. Diễn tiến phiên tòa như trên tuy kỳ quặc nhưng lại logic theo trình tự như nhận tội cộng giảm án nhẹ tại phúc thẩm cộng thi hành án 1/3 thời gian cộng đặc xá và ấm số tiền lớn 4 triệu đô la. Mù mờ nhưng đúng kịch bản. Đúng kịch bản là đối với những người nằm trong chăn biết chăn có giận đến cỡ nào, biết giận Chúa nằm ở đâu. Hàng loạt các chi tiết cực kỳ quan trọng cho thấy kịch bản được duyệt trong họp án hoàn hảo biết chừng nào. Đây là hình ảnh sau khi Nguyễn Duy Linh nhận tội, Phan Văn Anh Vũ cũng lập tức nhận theo với màn thẩm vấn ngắn ngủi chưa từng thấy của hội đồng xét xử. Có những tình tiết cực kỳ nhạy cảm nhưng tòa đã cố tình bỏ qua một cách khó hiểu. Thứ nhất vẫn là khoản tiền 4 triệu đô la Vũ Nhôm khai đã hối lộ cho Nguyễn Duy Linh trước khi gửi khoản tiền 5 tỷ đồng Việt Nam. Với cơ quan điều tra, thật không thể không khó xác minh đúng hay sai để tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung với Linh giúp tìm ra sự thật, nhưng tất cả đã rơi vào hư không. Thứ hai, liên quan đến sức khỏe bị cáo, tại sao tòa không công bố nội dung văn bản của bệnh viện, lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe của Linh ở đâu ra, có quyền hạn trong tố tụng để giám định y tế hay không? Bệnh gì liên quan đến cả truyền nhiễm mà không sợ lây ra ở tòa hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Người ta có quyền nghi ngờ câu chuyện sức khỏe chỉ là màn câu giờ, nhưng nếu tòa và viện kiểm soát không làm rõ thì không thể hiện sự nghiêm minh, thậm chí không loại trừ khả năng sau phiên tòa bị cáo tiếp tục được tạm giam rồi thi hành án tại bệnh viện. Thứ ba, với Nguyễn Duy Linh, vị trí công tác hoàn toàn không thể quyết định được vấn đề nội trạng của Vũ Nhôm hiện nay, nên việc chạy án bắt buộc Linh phải liên hệ với các đối tượng khác có vị trí liên quan, thậm chí còn cộm cán hơn cả Nguyễn Duy Linh rất nhiều, tức là những cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Như vậy, càng cho thấy yêu cầu cần biết Linh đã sử dụng số tiền trên ra sao và đưa cho những ai, những người ấy quan trọng tới mức nào. Đây là hình ảnh trong phiên tòa ở Đồng Tâm, cả hai người con của cụ Lê Đình Kình đều bị xử tử hình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Không làm được những điều này, khả năng lọt tội với Linh và thoát tội với các đối tượng khác là rất có thể xảy ra. Thứ tư, bản án 14 năm tù với Nguyễn Duy Linh là quá nhẹ với một tội danh nhận hối lộ, đã quy định khung hình rất rõ ràng. Chỉ từ 1 tỷ đồng trở lên là bị 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Đây là theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều số 354. Trong khi ông Linh nhận ít nhất là 5 tỷ đồng. Đấy là chưa kể Linh còn có thể hiện không thành khẩn khai báo và nhận tội trong suốt quá trình từ khi chưa khởi tố cho đến trước khi ra tòa. Đó là tình tiết nặng tội. Còn tình tiết giảm nhẹ như báo nêu cũng không thể giúp bị cáo được giảm nhiều tới mức đó được. Cuối cùng, lời khai với 10.000 tờ 500.000 đồng nặng gần 9 cân qua tay 5 người, vượt 23 km xuyên thủ đô, qua 4 quận trên 2 xe biển xanh trước khi đến tay Linh, Tổng cục Phó Nguyễn Duy Linh, vậy mà tòa án chấp nhận suôn sẻ, không cần nhân chứng. Với tính chất quan trọng của công cuộc chống tham nhũng như vẫn quảng bá, thiết nghĩ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải chỉ đạo cơ quan thẩm quyền kháng nghị bản án này. Xét xử vụ án Nguyễn Duy Linh lại thêm một trường hợp điển hình của cách xử của các quan lớn trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó hoàn toàn khác xa so với cách xử các vụ án hình sự và dân sự khác mà người dân Việt Nam phải chịu đựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 với bản tin Xử Nguyễn Duy Linh phiên tòa mặc cả vụng về. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm đã bị cải bẫy hay chăng?
Vào ngày 8 tháng 11, Tô Lâm vẫn chủ trì lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam, vẫn đăng đàn nói về thượng tôn pháp luật và hiến pháp. Tuy nhiên, Đại tướng đã không nói rõ sứ mệnh chính ông là thượng tôn đàn áp, bởi vì hiện trung bình cứ 100 người dân trong nước thì có 2 công an theo dõi và canh giữ. Một con số kỷ lục hiếm thấy trên hành tinh này. Một tuần trở lại đây cũng đang tồn tại hai giả thiết ở Việt Nam. Thứ nhất, chuyện Bộ trưởng Tô Lâm đớp thịt bò giáp vàng là một phi vụ không thể nào hoàn hảo hơn của bố già Nguyễn Văn Hưởng đánh Tô Lâm từ xa nhưng sát ván. Đây là hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng bên trái và cha ruột của Đại tá Nguyễn Duy Linh vừa mới bị xét xử vì nhận hối lộ 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ. Đó là vụ án Nguyễn Duy Linh phải ra tòa. Thứ hai, scandal mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang chịu trận chỉ là thuyết âm mưu, chẳng phải chuyện gì to tát cả. Ở đất nước luôn có các phi vụ đánh quả tù mù, chấn lột cả thần linh, như thơ của Nguyễn Du nói, thì cả hai giả thiết này đều có các lập luận ủng hộ hay phản bác cùng song song tồn tại. Tuy nhiên, các diễn biến gần đây trên thực tế dường như đang nghiêng về phía Tô Lâm bị cài bẫy nhiều hơn. Đây là điều mà dư luận đang đưa ra. Hiện tượng đầu tiên đã cho thấy ngay việc bị cài bẫy gần với sự thật. Đã có tin Facebook nói đang điều tra lý do bò sát vàng là từ khóa bị chặn. Cũng vào hôm 9 tháng 11, công ty mẹ của Facebook cho biết họ đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng Nucleus Cooker với tên cúng cơm là ZB, tức là thánh rắc muối, sau khi phát hiện ra rằng cụm từ ZB đã bị chặn trên toàn cầu chỉ vài ngày sau khi một video dài 41 giây cho thấy vua đầu bếp này đưa một miếng thịt bò rát vàng vào miệng quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại London trong nhà hàng sang trọng đắt tiền hàng đầu thế giới. Cũng không rõ vì sao, vì trước đây từ khóa này đã bị yêu cầu chặn và theo hãng Reuters, người phát ngôn của công ty cũng từ chối bình luận về những lý do khả dĩ. Trong lúc bị chặn, việc tìm kiếm với từ khóa lại dẫn tới một tin nhắn khác cho biết về việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Các clip 41 giây do tay chủ nhà hàng Nucleus Cooker quay cảnh Tô Lâm táp miếng bít tết, sau đó thánh rắc muối đưa lên tài khoản TikTok của mình. Cứ cho là chỉ để quảng cáo nhà hàng của anh ta. Vậy thì khi ai đó muốn anh ta gỡ xuống sau vài tiếng đồng hồ, theo chỉ thị của Tô Lâm chăng, thì đương nhiên là phải trả rất rất nhiều tiền. Nhưng kỳ lạ hơn là không bao lâu sau đó, công ty mẹ của Facebook đang cho kiểm tra lại và nói rằng đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng này. Vậy là một lần nữa, thiên hạ lại có thể tự do tiếp cận cái clip ấy hết sức thoải mái và nhìn thấy rõ bộ mặt thật của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã tiêu tiền trên xương máu nhân dân ra sao giữa đại dịch Covid-19 ở trong nước. Đây là hình ảnh cảnh cắt ra từ clip cho thấy Bộ trưởng Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng do thánh rắc muối đút vào tận miệng. Rõ ràng ở đây có mối tương quan giữa lực lượng chặn và lực đẩy. Đàn em nằm vùng của Tô Lâm thì được cho rằng ra lệnh đã chặn cái clip làm hại chủ. Ngược lại, các thế lực muốn hất Tô Lâm lại muốn đẩy tiếp cái clip ấy lên trên mạng càng nhiều càng tốt. Điều thú vị tiếp theo là các thế lực muốn hất gã Tô Lâm đã có dấu hiệu xuất hiện công khai trên truyền thông trong nước. Đó là vào ngày 8 tháng 11, trang mạng Sinh, trụ sở hữu đông đảo người theo dõi, là cơ quan truyền thông bán chính thức đầu tiên ở Việt Nam dám sờ giải ngựa khi giật tít một bài viết khá giật gân rằng nhiều người tiêu dùng châu Á không mua nổi thịt bò. Nhiều trang mạng khác cũng khát nước theo vừa tới tấp đăng lại bài của Sinh. Các cư dân mạng thì cười khoái trá và vỗ tay đồm đốp. Hoàn hồ các tờ báo trong nước đã xỏ lá nhưng rất có đạo đức dám chọc ngoáy miếng bít tết của Bộ trưởng Tô Lâm, khiến nhà nhà, người người được trận cười khoái chí. Chưa hết, đúng vào ngày 8 tháng 11, khi lệnh giải cứu sếp được ban hành, tờ báo của Tô Lâm có tên là Công an Nhân dân cũng đăng tải một xã luận khét tiếng để chửi các thế lực thù địch với tựa đề là luận điệu suy diễn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Chủ trang vietstudy.net Trần Hữu Dũng, cựu giáo sư kinh tế tại Hoa Kỳ, có đầu óc nhạy cảm đặc biệt, đã mùi thấy mùi khét từ Hà Nội khi ông bình luận rằng đọc bài này mà phát tức cười. Nói vòng vo Tam Quốc nhưng cốt ý để ám chỉ rằng trong 19 điều mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa cấm đảng viên không được làm
thì không có điều nào cấm ăn bít tết rát vàng. Đây là hình ảnh ngồi cạnh bên Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Sô, người từng nói ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ, trong khi chỉ một miếng cái dây thắt lưng của ông ta mà tướng Sô đeo đã có giá tới 115 triệu đồng. Và tiền này lấy đâu ra, đó chính là tham nhũng. Và chỉ có cái thế lực thù địch mới suy diễn bậy bạ, xuyên tạc việc đảng viên Tô Lâm ăn chiêu đãi thịt bò rắc vàng. Thanh Minh, Thanh Nga kiểu này thì thật đúng là gậy ông lại đập lưng bà. Phái muốn hạ thì gở mồm đến mức nói công khai trên mạng là Tô Lâm bị chính cụ Lê Đình Kình 58 năm tuổi đảng, 85 năm tuổi đời báo ứng do cụ bị giết tức tưởi trong đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại thôn Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, với việc huy động hơn 3.000 công an với đủ các loại vũ khí đàn áp chưa tới một chục hộ người dân, thì quả là trận hợp đồng có thể đưa vào trường C500 để giảng dạy. Nhưng thôi, chuyện tâm linh này xin không đào sâu thêm đau lòng. Chỉ có điều trên đời này, trần âm sao vậy, có vay thì có trả. Tô Lâm lên kịch bản, thậm chí có thể chính y chứ chưa chắc đã là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký vào mật lệnh 419A để triệt hạ cả thôn Hoành nếu có chống đối. Lùi vào hậu trường cuộc đao búa để hạ hay giữ Tô Lâm còn nhiều tình tiết mà người có đầu óc bình thường không thể hiểu nổi. Hàn Nguyễn Phú Trọng cũng không bao giờ quên Tô Lâm, vốn là đệ tử ruột của đồng chí Ba Dũng một thời trước đây. Nhưng rồi cũng chính nhờ Tô Lâm trở cờ mà Nguyễn Phú Trọng mới dẹp tiệm nỗ lực duy trì lực lượng kiêu binh do Ba Dũng và Nguyễn Văn Hưởng cai cắm lại trong Bộ Công an. Đây là hình ảnh ông nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp của một bộ chính trị trước đây. Tuy đã nhốt được quyền lực vào cái lồng riêng của mình, Nguyễn Phú Trọng vẫn thấy chưa hề an tâm. Mặc dù được đích thân ông Tập Cảnh Bình bảo lãnh công khai, Nguyễn Phú Trọng thấy bốn chân ghế của mình vẫn chưa thể là vững nhất. Bản tính chờ cờ của Tô Lâm làm ông ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là cái kết quả xử con trai ông Hưởng vừa rồi, khiến ông có cảm tưởng rằng ông vẫn thua Hưởng và Lâm một hiệp. 4,5 triệu USD hay còn nhiều hơn nữa vẫn bốc hơi sau phiên tòa mà Nguyễn Duy Linh lại thoát hiểm. Chỉ 1/3 thời gian thi hành án sau phúc thẩm, lúc ấy chỉ còn 4 trên tổng số 12 năm, cộng thêm cái lệnh ân xá thì chỉ khoảng 3 năm nữa, Linh có thể ôm khối tiền khổng lồ để đền ơn đáp nghĩa với nhiều người khác, nhưng chắc chắn Trọng sẽ không có phần. Quan chức cộng sản là thế, từ xã, làng, huyện, tỉnh đến trung ương, đâu đâu cũng tham nhũng cả. Đấy là chưa nói đến ít khi xử được một vụ án gọi là vật đúng tên, tức là xử một vụ tham nhũng khủng. Ấy vậy mà 5 tỷ Việt Nam đồng thu về chỉ bằng con số lẻ của 115 tỷ đồng, tính từ tổng số đô la mà gia đình Nguyễn Văn Hưởng được cho rằng giấu được. Cuối cùng, nói thêm về giả thiết phản bác cho rằng chuyện Tô Lâm ăn bít tết rất vàng chỉ là chuyện bao đồng. Tô Lâm vẫn được Phạm Minh Chính ưu ái, thể hiện năm 2006 tháng 11 khi đoàn về đến Hà Nội và không rõ Tô Lâm xin anh Thủ tướng cử, đã được đại diện cho cả đoàn xuống sân bay chụp ảnh với kiện hàng quà tặng của bà con Việt Kiều. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Toàn tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật nhân quyền Manesky do 10 tổ chức xúc tiến. Và khi đạo luật này có tác dụng với những nhân vật vậy, thì họ không thể bước sang khỏi những nước dân chủ tư bản để có những chuyến viếng thăm còn ăn thịt bò rát vàng nữa. Động thái này hơi trái khoáy với kiều bào ở ngoài, vì bà con thường nghĩ rằng Bộ trưởng Ngoại giao chuyển quà của bà con cho Bộ Y tế phù hợp hơn chứ. Màn kịch dựng vội nên hơi lộ liễu, khá dở. Chưa hết, vào sang ngày 8 tháng 11, Đại tướng Tô Lâm vẫn đăng đàn chủ trì buổi lễ và thuyết diễn về đạo đức cách mạng nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Một vị bộ trưởng nắm trong tay 2 triệu quân, tức là tính cả lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nghĩa là cứ 100 người dân thì có 2 công an theo dõi và canh giữ, thêm cả chó béc dê, ngựa và nghe nói sắp mua sắm cả máy bay riêng cho lực lượng nào đó trong công an, thì Tô Lâm tỏ ra không hề nao núng. Nhưng hãy chờ xem đám mây vân cẩu sẽ vần vũ kiểu gì khi cơn giông tố triệt tiêu lẫn nhau giữa các đồng chí chỉ có cái tên là cộng sản. Một bà má miền Nam từng nuôi dấu cán bộ nằm vùng đã tâm sự như sau. Mỗi lần nghe một thằng trung ương hay bộ chính trị bị trảm
Má mừng như ngày xưa nghe tin diệt được một ác ôn. Tội nghiệp quá má ơi, má đừng mong lũ con cháu mà cứ phải lao vào giết chóc lẫn nhau mãi như thế. Má phải cầu cho người ta sửa cái thể chế, đẻ ra cả lũ độc tài và tham nhũng ấy mới giải quyết được tận gốc vấn đề. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận Hay là Tô Lâm bị cải bẫy của tác giả Trần Văn Đông đăng trên blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm nay thứ Bảy 13 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn chia sẻ bản tin này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.